kỹ năng giao tiếp trong thực hành, nói về điều đang xảy ra. Kỹ năng thứ ba là nói về điều đang xảy ra. Trong khi chơi, bố mẹ hãy mô tả những gì con đang làm và sử dụng các hành động và lời nói cùng một lúc. Hãy xem họ làm như thế nào nhé! Giữ con vịt nào! Ducky, đặt nó ở đó! Đây là một cái lỗ mà con có thể đặt nó qua. Thử xem nào! Họ đang chơi những chiếc vòng xếp chồng lên nhau. Khi bố bế con vịt lên, bố nói con vịt. Khi anh ấy dạy con trai mình đặt nó, anh ấy nói trong khi anh ấy làm mẫu, vịt đây, đặt nó ở đó đi, đây là một lỗ hổng. Hãy thử xem để giúp đứa trẻ hiểu ý của mình. Con yêu, con muốn nhấn cái nút này á. Con yêu, nó sáng lên rồi nè. Nhìn nè, đây gọi là nút. Con muốn nhấn nó không? Khi bố biết con gái mình muốn nhấn nút thang máy, anh ấy nhấn nút và nói điều gì đó liên quan đến nó. Nó phát sáng, đó chính là nút. Wow! Đây là một quả chanh. Nó chua, dao dao. Con có thích nó không? Chanh, chanh có vị chua. Con có thích nó không? Bố nhận thấy con gái mình thích thú với quả chanh. Vì vậy anh đã tận dụng cơ hội để dạy bé tên của trái cây và các đặc điểm của quả chanh. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi www.fxs.gov.hk. Video này được dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia đình của Sở Y tế sản xuất.